Vâng, một số anh em không biết là gỗ mít ta nó như thế nào và có thể là đang lẫn lộn giữa gỗ mít ta và gỗ mít nhập khẩu. Thì hôm nay quý vị sẽ nhìn đây, quý vị sẽ chứng kiến được gỗ mít ta nó như thế nào và gỗ mít nhập khẩu nó như thế nào. Đây là một trong những cái dòng gỗ mít ta 100% là gỗ mít ta chuẩn luôn. Đây là cái cây gỗ mít cắt ra này, gốc của nó này. Cái phần gốc là bao giờ nó cũng sẽ nhiều lõi và gốc của nó cũng sẽ rất là to. Toàn bộ lõi của nó ở dưới gốc thì nó già hơn ở phần trên ngọn. Đấy. Rác của nó chỉ có một tí thôi này. Đấy. Nó rất là già. Nhưng mà khi lên ngọn rồi ấy, thì rác của nó sẽ nhiều hơn. Cây này nó rất là già rồi. Đấy. Đây, anh em nhìn này. Rác của nó này. Xung quanh lên là rác này. Như cây gỗ này là cây gỗ gọi là cháy bì rồi. Loại này là loại quá nhiều lõi. Bởi vì nó rất là già. Khi mà nhìn cây gỗ nó già ấy thì chúng ta nhìn thấy vỏ đấy nó sần sùi như này đấy, cây này xẻ ra thì cực kỳ là nhiều vân chun đấy, những cái u sụn này nó sẽ có chun đấy, nếu như cây mít ta nó là như vậy. Còn cây này thì nõi nó sẽ ít hơn đây, anh em nhìn thấy đây nõi đây bên dưới gốc của củ của nó lên đến phần thân trên, nhìn nõi ít hơn thì chúng ta nhìn thấy cái thân này nó luột hơn đúng không ạ, thì lõi của nó sẽ ít hơn. Đây, nên là phần trên lõi đây. Đấy, phần lõi nó sẽ ít hơn và rác nó nhiều hơn. Đấy, đây, rác ở chỗ này nó tầm mỗi khoảng độ gần 4 phân. Cả vỏ này nó phải 4 phân. Đấy, thấy chưa? Đấy, lõi của nó vàng này. Khi mà có mít là ta ấy, mà xẻ ra ấy, thì anh em nhìn thấy đây này. Xẻ ra nó vàng như này. Đây là xẻ phôi, cái phôi này là cái chân bàn thờ. Đấy, như bên này cũng thế này. Xẻ ra nó là những cái phôi chân bàn thờ. Đấy. Đây, những cái cây này, những cái cây gỗ mít mà nếu mà cắt ra ấy, mà chúng ta không xẻ, chúng ta không phơi ra ấy, thì nó rất dễ bị mọt. Ví dụ như là những cái mọt nước của nó này, đây là con mọt này này. Đấy, đây nó đùn lên đây này. Đấy. Đấy là những cái cây mà cắt nó không đúng thời vụ. Hai nữa là khi mình cắt ra mình phải xẻ ra như này này. Đấy, xong đó là mình sẽ lọc ra những cái phần rác, mình bỏ hết, vứt hết cái phần rác này đi. Cái phần rác này ấy, là cái phần chỉ có làm củi thôi, không thể dùng được bởi vì cái rác gỗ mít nó rất là nhanh mục. Đấy, cây gỗ mít khi xẻ ra thì anh em thấy không ạ? Đấy, đây. Sau đó là anh em nhìn thấy cái vỏ ngoài của nó này, rác này. Đấy, cái rác này ấy, thì lại rất có cái điểm hay là đóng thùng ong anh em ạ. Cái rác gỗ mít này này là mang đi đóng thùng ong, thùng để nuôi ong ấy. Đấy, chúng ta cũng có thể tận dụng tối đa được. Đấy. Còn những người nào mà không đóng thùng ong ấy thì có thể là vứt đi làm củi đun. Thế nhưng mà đóng thùng ong ấy thì là tận dụng được bởi vì cái thùng ong thì để ở ngoài trời như nó có cái mái che ấy, nó cũng sẽ được tầm ở khoảng độ 5 đến 10 năm. Đấy. Cái mùn của nó này anh em nhìn thấy chưa, cái mùn gỗ mít nó vàng lắm, nó vàng như nghệ đấy. Đây là một trong những cái cục gỗ mít mà đã được đưa lên đây rồi, đưa lên đây thì đưa bằng cái máy tời này đấy, cái tời bằng motor, sau đó là đưa lên trên này, đưa lên trên này thì bắt đầu mới cho vào xẻ. Thì cái việc xẻ ấy, thì tùy theo, ví dụ như xẻ mặt bàn thờ hay chân bàn thờ hay yếm bàn thờ thì chúng ta cũng đều thấy ở đây. Ví dụ như cái này, xẻ chân bàn thờ thì xẻ nó dày là 10 phân hoặc 12 phân hoặc 14 phân. Đấy, đây. Những cái chỗ này là xẻ độ dày như này là xẻ chân bàn thờ. Những cái cục phôi kìa, xẻ chân bàn thờ ấy kìa. Đấy, còn gỗ mít thì chia sẻ cho anh em là khi mà chúng ta làm về đồ thờ thì không phải chúng ta mua một cây. Mà ở đây chúng tôi làm chuyên nghiệp cho nên là chúng tôi mua cả xe. Những người thợ đi gom ở trong dân ấy thì bắt đầu là đầy một xe, xong bắt đầu là chúng tôi sẽ mua về. Đây anh em nhìn thấy đây thì biết đúng không ạ? Toàn bộ là những cây gỗ mít già rồi. Còn nếu mà chúng ta mua gỗ mít nó non ấy thì nó sẽ không có lõi. Đấy, nó non thì nó không có lõi và lõi của nó sẽ rất là kém. Còn cái cây này này, cái này là cây gỗ lát, em nhé. Cây này gọi gỗ lát, gỗ lát thì nó cũng rất là tốt. Đây, cây gỗ mít này, anh em nhìn thấy những cái cây gỗ mít to như thế này, để anh em biết là không hề đơn giản. Đây,
Đấy, xưởng sản xuất thì bên kia, máy đục bên này. Đây anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Như cái lục bình nhà mình đây cả. Đấy, lục bình đây là lục bình bằng gỗ mít. Đấy, chỉ có những cây to thì mới làm được lục bình thôi. Đấy, đây là lục bình này. Lục bình bằng gỗ mít nó không có bị lứt nát gì cả. Đấy. Đây, gỗ mít. Đấy, anh em nhìn đây, những cái phần gỗ mít này. Anh em nhìn thấy thích không? Cái loại này để ra ngoài nắng nó cũng không vênh đâu. Phơi nắng nó cũng không vênh. Đây, mang ở đây phơi đây nó không vênh này. Phơi tẹt ra luôn. Những cây gỗ nó giá trị là như vậy. Gỗ mít là một trong những cái dòng gỗ cực kỳ bền, màu sắc của nó là màu vàng. Đấy. Anh em nhìn đây thì anh em thấy là đối với nhà mình thì làm về đồ thờ, cho nên là những cái ngai thờ bằng gỗ mít này, bàn thờ bằng gỗ mít này, sập thờ bằng gỗ mít này, bộ đài lớn bằng gỗ mít này, hạc bằng gỗ mít này. Đấy. Rồi thì hoành phi câu đối bằng gỗ mít này, cửa võng bằng gỗ mít. Cho nên là anh em nào mà có những cái nhu cầu làm đồ bằng gỗ mít thì anh em có thể liên hệ tới chúng tôi, bởi vì chúng tôi là những người mà gỗ các thứ chúng tôi chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Hai nữa là về cái chất gỗ thì anh em thừa biết rồi, gỗ mít ta là một dòng gỗ cực kỳ giá trị rồi. Còn nếu mà dòng gỗ mít nhập khẩu ấy thì ở đây thì mình không có, bởi vì dòng gỗ mít nhập khẩu là một cái dòng gỗ mà cây của nó dài hàng chục mét thẳng thẳng tắp, và nó có những cái vòng dây lên tới vài trăm. Đấy, gỗ mít thì nhập khẩu thì nó không có mấu mắt gì và cũng không có quả. Cho nên là cái dòng đấy thì về cái chất gỗ thì nó sẽ không thể nào mà đạt được so với cái dòng gỗ mít ta được. Thế nhưng mà nó lại rất là ra gỗ, và nếu như làm gỗ mít nhập khẩu ấy, thì giá thành nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà nhiều người không biết thì cứ muốn mua cái giá rẻ. Nhiều người mà đã sành về gỗ rồi ấy, thì họ lại dùng cái gỗ này. Bởi vì cái gỗ này tuy rằng là nó không được to, không được đẹp, bởi vì cái gỗ này nó có mắt nhiều. Thế nhưng mà người ta lại thích, bởi vì gỗ mít ta thì nó có quả. Người dân Việt Nam thì nó gần gũi hơn với lại cái gỗ mít này. Đấy. Người dân là gần gũi, người ta ăn quả này, rồi thì ăn trái này, ăn lá này. Và cái cây mít thì có rất nhiều tác dụng. Ví dụ cái lá mít này cũng chữa được rất là nhiều bệnh. Đấy. Thế cho nên là đối với cái gỗ mít ta thì nhiều người lựa chọn hơn. Đấy là chia sẻ cho anh em như vậy. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì mà đã quan tâm theo dõi những cái video của chúng tôi.